nơi nào có khó khăn, ở đó có chúng tôi. Chúng ta là vệ binh biển cả. Chúng tôi ở khắp mọi nơi. Ba đa đội trợ giúp cá mập biến hình. Lên đường. Báo động kêu rồi, có người cần giúp đỡ. Kết nối thành công. Xin chào, đây là đội trợ giúp cá mập. Tớ không thể đứng trên tảng băng nổi được nữa. Làm ơn giúp tôi với. Chúng tôi đã rõ tình hình. Đừng lo lắng, đội trợ giúp cá mập sẵn sàng hành động. Để tớ xem nào, chúng tớ cần chuyên gia cứu hộ cho hành động này. Cá mập bố bắt đầu biến hình. Lên đường nào, cá mập bố, chuyên gia cứu hộ. Cứu với, cháu không thể giữ được. Cố lên. Để ta đưa bạn nhỏ về nhà. Trượt lên để ta nhảy. Trượt xuống. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin cảm ơn đội trợ giúp cá mập. Ôi, mùi hôi quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chờ đã, chúng ta có thể hỏi chú cá mập con thông minh. Cá mập con, mọi việc có vẻ khá tệ. Con biết rồi, bình tuyết bị ô nhiễm rác, con có thể giải quyết. Cá mập con bắt đầu biến hình. Đến đường nào cá mập con, chiến binh nhỏ dí dỏm. Bình tuyết đã trở thành một bãi rác. Gấu Bắc Cực không thể sống ở đó nữa. Hãy dọn sạch bình nhé. Xin chào. Xin chào. Chào.
Xin chào, xin chào. Đội trợ giúp cá mập, nhiệm vụ hoàn tất, đạt được huy chương danh dự.